nha. Viền xoay cái đứng thứ ba là cái xoay nha mọi người nha. Đó, còn điền là điền ba, ba đứng chốt điều chỉnh nè. Mặt sau máy và khóa đều phát hiện logo của Oren nha mọi người nha. Đó, điền xoay thì điền con này luôn nè. Rồi cái này hôm nay Thanh lấy luôn cho mọi người.